để em ra tiền. Em cầm dao mới cầm lên thì ông phùng phẳng rồi bị cưa cái mặt rồi lung tung. Chứ em đâm hay gì cưa chảy máu rồi em vào trong phía có triệu em vào không? Để lấy ra em xin 500, còn không cần lấy nhiều hay lấy cái gì hết. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2022, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường, 31 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, để làm rõ hành vi cướp tài sản. Trường là nghi phạm trong vụ cướp cổ tài xế taxi và cướp tiền tại khu vực đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Trường khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tối ngày 14 tháng 1, Trường giấu dao nhọn để tìm người cướp tài sản. Sau đó, Trường vẫy taxi G7 của anh Nguyễn Khắc Hoàng, 45 tuổi, quê Thái Bình. Trường ngồi ghế phía sau, yêu cầu anh Hoàng lái xe đi lòng vòng quanh nhiều tuyến đường rồi dùng dao cứa cổ cướp tài sản. Sau ngoài em cứ giữ thế rồi bảo đèo đi, cứ đi từ từ lên đến đường gần Lê Văn Lương đây, hoặc Đạo Thúy đây, rồi chỗ không có người thì em xuống, em chạy. Đưa dao em vứt ở trên đấy, ở trên đường này, hoặc Đạo Thúy. Đối diện công trợ nhân chứng. Trong tiền đấy em lấy em đi mua ma túy em chơi. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 1, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được Trường. Thời điểm bắt giữ, Công an phát hiện trong túi quần của Trường có một gói ma túy trọng lượng 0,026 gram. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.